Tiếp tục series những mẫu máy dưới 10 triệu đồng ngon bổ rẻ dành cho các bạn học sinh, sinh viên và các bạn văn phòng, thì trên tay mình đây chính là một laptop Dell Latitude với mã là E7250, một mẫu laptop theo mình đánh giá là khá ngon. Vậy nó có gì thú vị, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Và mình là Thanh Hải, chào mừng em quay trở lại với channel của Laptop Đức Việt. Trên tay mình đây là mã A7250 i5 và anh em có thể nâng cấp lên con chip i7 với màn hình Full HD với giá thành nâng cấp không đáng bao nhiêu. Máy được phân phối tại Laptop Đức Việt, anh em được bảo hành 12 tháng, được tặng trượt, ba lô và nhiều phần quà khác. Anh em nào quan tâm, mình sẽ để link với phần mô tả nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Về tổng quan bên ngoài của chiếc máy này trên tay mình đây được sử dụng tông màu đen mờ, tạo nên vẻ sang trọng. Cùng với đó là máy chỉ có trọng lượng khoảng 1,5kg và mỏng nhẹ như một tờ giấy A4, mà chỉ thế thôi nhé. Anh em có thể vứt vào cốp xe hoặc mang đi mang lại mà không gặp một chút vấn đề nào. Máy có thiết kế khá là đơn giản, cùng với đó là các đường cong bo tròn xứng đáng với dòng laptop danh nhân. Máy được sử dụng phần khung bằng hợp kim, vỏ cũng sử dụng bằng vật liệu vậy đó. Còn về độ bền của nó, máy được đạt tiêu chuẩn STD 810G của Mỹ, nên anh em có thể yên tâm về độ chắc chắn cùng với chất lượng build của máy để bảo vệ linh kiện bên trong. Về mặt trước của chiếc máy này được sử dụng đó chính là logo Dell, mạ bóng đặt giữa trung tâm máy. Bên cạnh đó là phần viền được sử dụng bằng nhung, sờ vào khá là xứng tay. Tuy nhiên nó sẽ để lại chút dấu vân tay nên em cần phải lau nhiều hơn để máy có thể trông sạch sẽ. Mặt sau của chiếc máy thì sao? Mặt sau của chiếc máy chúng ta có thể thấy 4 cục cao su để máy có thể đứng chắc hơn trên những bề mặt. Cùng với đó là hai dãy loa và khe hút gió. Đặc biệt là máy có phần pin được tháo ra để em có thể vừa sạc máy, vừa sử dụng máy mà không làm tổn hại đến pin. Còn về các cổng kết nối thì sao? Chiếc máy này được sử dụng khá là nhiều cổng kết nối. Ví dụ bên tay trái của mình, chiếc máy này có một khe tản nhiệt cùng một khe thẻ SC được sử dụng nhiều tại thị trường Mỹ. Còn bên tay phải của mình, máy được sử dụng đó chính là một cổng mini DisplayPort, một cổng USB, một jack cắm tai nghe 3.0 và một cổng thẻ SD được giấu khá là kín, cùng với đó là khe khóa Kensington. Còn mặt sau của chiếc máy thì sao? Mặt sau của chiếc máy anh em có thể thấy đó chính là một cổng nguồn, một cổng mạng LAN, hai cổng USB 3.0 và một cổng HDMI. Đầu tiên khi mở chiếc máy này lên thì chúng ta có thể cảm nhận rằng đó là phần bản lề của chiếc máy rất là chắc chắn. Chúng ta có thể mở đến 180 độ để chúng ta sử dụng một cách tốt hơn. Phần chiếu nghỉ tay của chiếc máy này thì sao? Chiếu nghỉ tay của chiếc máy được sử dụng đó là phần nhung, sờ vào rất là mượt. Và phần touchpad thì sử dụng bằng nhựa cứng, nó sờ hơi zip một chút. Touchpad thì sử dụng là độ nhạy nó cũng ở mức vừa phải thôi. Hai phím trái phải bấm rất là xứng tay. Bàn phím của chiếc máy này được sử dụng đó là phần bàn phím tràn viền, giúp chúng ta nhập liệu sử dụng nó tốt hơn. Phím đối với mình thì sẽ hơi nhỏ tay một chút, nhưng bù đi bù lại thì phím đánh rất là êm, độ nảy rất là tốt, phím không phát ra tiếng lạch cạch gây khó chịu anh em. Màn hình của chiếc máy được sử dụng màn hình 12,5 inch với độ phân giải HD. Như đầu video mình đã nói thì anh em có thể nâng cấp lên màn hình Full HD và cảm ứng. Ngoài ra phần viền màn hình chúng ta có thể thấy rằng đó chính là dãy cao su giúp chúng ta ngăn được bụi để chúng ta gập máy vào. Còn chúng ta có thể thấy rằng phần webcam đặt khá là nổi. Viền màn hình của chiếc máy này nói thẳng nha, nó sẽ hơi dày một chút đó. Màn hình của chiếc máy mình đo được đó chính là độ sáng lên đến 300 nits, sử dụng rất là thích, nó hơn hẳn so với những mẫu máy laptop danh nhân. Nhưng bù đi bù lại thì màn hình chiếc máy này có độ phủ màu khá là thấp, chỉ tầm khoảng là 67-69% sRGB. Nó hơi thua với các laptop danh nhân cùng với mức giá tiền. Khi laptop danh nhân thì sẽ sử dụng độ phần trăm sRGB lên đến tầm khoảng là trên 75%. Máy được sử dụng card họa on Intel HD Graphics 5500. Đối với trải nghiệm sử dụng của mình thì máy có thể chạy được video HD hay là chơi các tựa game đơn giản như là Liên Minh Huyền Thoại vẫn có thể mượt mà. Nhưng đối với các tựa game nặng hơn hoặc là các web nặng hơn ấy thì máy sẽ hơi đuối sức một chút. Đối với thời lượng pin của máy thì mình trải nghiệm rất là ấn tượng, máy sẽ rơi tầm khoảng là 7 đến 8 tiếng với các tác vụ văn phòng. Nhưng đối với các tác vụ nặng hơn một chút hoặc là chạy với các video nặng thì chúng ta sẽ bị tụt xuống tầm khoảng là 6 đến 7 giờ. Rất là phù hợp với cho anh em một ngày dài để sử dụng chiếc máy này, đúng không nào? Dell Latitude E7250 là một mẫu Ultrabook rất là hợp lý cho các anh em sinh viên, các bạn làm văn phòng so với các tiêu chí như là độ bền cao, khả năng nhập liệu tốt và có thời lượng pin đủ dùng cho một ngày dài. Nhưng tuy nhiên màn hình của nó vẫn chưa đẹp cho lắm và phần touchpad vẫn có thể chưa thay thế được cho một con chuột. Nó có thể cạnh tranh trực tiếp với các mẫu máy trên 10 triệu của các hãng đến từ Acer hay là những mẫu máy của Lenovo, thậm chí là các mẫu máy Dell đời mới. Và đó là những chia sẻ của mình về mẫu Dell Latitude E7250. Nếu các bạn cảm thấy hay, hãy like, share và cho mình một subscribe để đón tiếp những video sắp tới của chúng mình. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Hẹn anh em vào những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.